Chào mọi người, mình đang đứng tại vườn cây ăn trái nhà bố mẹ đỡ đầu của mình. Cây sabuche này rất là nhiều trái, sai chữ luôn. Trên đấy thì bố trồng rất nhiều loại cây ổi, rất nhiều quả ổi, dừa. Bú sữa. Hệ thống cứ cắn hết rồi nhá. Rồi, cái gì đấy là cái cherry. Táo. Rồi. Mít. Hệ thống cũng rảnh có hết luôn. Dừa thì trồng khắp nơi nhá, đầy đủ hết. Diện tích của bố hình như là hết mấy, 2 hết thì vậy. Đất đen, đây là đất đen. Tuy trồng cây ăn trái nhưng mà quả rất là ngọt. Bố cũng thử trồng 2 cây sầu riêng xem như nào. Bú sữa thì rất là nhiều, mình chưa tìm được quả nào chín ăn cả. Và đặc biệt là có me chín và vườn hoa rất là thơ mộng. Nhà xây nhá, nhà xây cấp 3, phải hái được me rồi. Ui, me chín thật, mời các bạn ăn me nhá. Ở Tây Nguyên mà sống như này ăn này còn gì bằng. Ngon. Ngon thôi rồi. Ngon rồi. Cây nhà là vườn, không phun thuốc. Này một quả chín nữa. Quả này chắc là chín đây, mình nhảy lên thái này. Hơi cao đấy. Biết nhảy mà. Cũng là thấy. Thấy được. Đặc biệt có vườn hoa rất thơ mộng. Đại thúy của mình trồng rất nhiều hoa. Ui. Đất miền me siêu ngon.
Đây là cái hộp thuốc cháy mà mẹ Thúy đan xen vào nhau để làm cho nó đẹp. Đây có cảnh quan viên tận dụng mọi thứ hết. Nọ thuốc sâu cắt ra để trang trí. Đường ra vô nhá, ô tô chạy thoải mái. Ai mà mua những mảnh đất như vậy thì chỉ về nghỉ dưỡng thôi. Video của mình xin kết thúc tại đây.